Xin chào mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi Thu, đã cùng xem các video của Thu, cùng Thu đồng hành chăm con trong suốt thời gian qua. Thì gần đây Thu rất là hay gặp các trường hợp là các con thay đổi thời tiết là rất hay bị ốm. Chính vì thế mà hôm nay Thu sẽ chia sẻ với mọi người về vấn đề này. Và rất là nhiều mẹ đã gặp phải các tình trạng mà đã mắc rất là nhiều sai lầm mà khi con ốm thì không xử lý đúng cách và dẫn đến tình trạng là con dùng kháng sinh một cách oan uổng. Thì điều Thu nhận thấy ở tất cả các mẹ mà Thu từng gặp đó là cái vấn đề không phải là các mẹ sợ con bị ốm đâu, mà thực ra ấy, là các mẹ nhiều khi các mẹ biết rằng là con mình không bị làm sao hết, nhưng mà các mẹ lại lo lắng vì cái vấn đề là không có người đồng hành cùng. Ví dụ như là khi mà có người đồng hành cùng ấy, các con mà có ốm một tí, chẳng hạn như là khi mà được chồng quan tâm hoặc là được người nhà hỏi han ấy, mà được nghe được câu là ừ con không sao cả đâu, cháu không sao cả đâu, thì mình sẽ càng cảm thấy là mình tự tin hơn trong cái vấn đề nuôi con. Thế nhưng mà các mẹ hầu như là đều là một mình thôi, đều là một mình chống chọi lại, đều là một mình lo lắng cho con. Cái điều đấy làm cho các mẹ cảm thấy là con mình nó ốm hơn, hoặc là từ những lời trách móc của gia đình ấy, thì càng làm các mẹ stress hơn. Chính vì thế mà hôm nay Thu sẽ chia sẻ với các mẹ về cái cách mà chăm con ấy, khi mà con ốm làm sao để hiệu quả và an toàn nhất mà khỏi ốm nhanh nhất. Thì các trường hợp mà Thu gặp thì hầu hết các mẹ đều cảm ơn Thu rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì là Thu đã lắng nghe các mẹ đấy, lắng nghe và đồng hành, tâm sự và động viên, cổ vũ cho các mẹ. Chính vì thế mà các mẹ đều thốt ra một câu là khi mà nói chuyện với chị thì em cảm thấy rất là có động lực đấy. Thu rất vui về điều đó. Mặc dù có thể là không thể giúp gì đâu, mà chỉ cần nghe các mẹ nói chuyện là cũng có thể tạo cái động lực cho các mẹ. Đấy là một điều rất là quan trọng. Đó. Và tiếp theo là Thu sẽ hướng dẫn các mẹ xử lý mà cách mà chăm sóc con nhé. Thì cái bước đầu tiên ấy, đó là mình cần phải chủ động này, mình phải chủ động nhé. Mình phải nhận diện được cái tình trạng mà con mình đang, cái mức độ mà con mình đang gặp phải. Ví dụ như là con vẫn ăn chơi bình thường này, không hề gặp các vấn đề gì khác, thì là mình có thể yên tâm, mình có thể yên tâm để cho con ở nhà và theo dõi con. Còn nếu mà các trường hợp bất thường ấy, ví dụ như con thở nhanh, thở gấp hoặc là sốt cao, thì các mẹ nên cho con đi viện để kiểm tra ngay ấy. Còn cái vấn đề mà con hu hi hoặc là con ốm nhẹ, hoặc mình vẫn thấy con ăn chơi bình thường, thì không phải là mình không đi khám, nhưng mà cái thời gian đi khám của mình có thể kéo dài hơn. Ví dụ như sau 1 đến 2 ngày hoặc 3 ngày, nếu mà tình trạng con có vẻ nặng lên, thì mình cho con đi khám để mình xác định xem cái tình trạng của con đang gặp phải là do virus hay là vi khuẩn, thì mình sẽ có hướng điều trị. Tại vì hầu như là đến 80%, 85% các con mà ở độ tuổi dưới 3 tuổi ấy, thường các con bị ốm do virus. Chính vì thế mà khi mà do virus thì kháng sinh sẽ không hiệu quả. Vì thế mà cái vấn đề mình cần chăm sóc cho con là cái điều quan trọng hơn. Và cái vấn đề thứ hai, cái bước tiếp theo đó là mình cần vệ sinh này. Ví dụ như là nếu con sổ mũi thì mình cần vệ sinh mũi họng cho con. Đấy, cho con súc họng thường xuyên nhá. Như nhà mình thì mình hay dùng cái betadine ấy, mình pha với 1-2 giọt nước betadine với lại một cốc nước, sau đó là cho con súc miệng, súc họng ngày từ 3 đến 4 lần. Còn các bạn có thể dùng muối sinh lý cho con. Và nếu các con còn bé thì các mẹ rơ miệng cho con. Còn như các bạn nhà mình thì đã tự súc họng được rồi. Đấy. Và mũi thì nếu mà con sổ mũi đặc xanh hoặc là mũi tanh hôi thì mình sẽ vệ sinh cho con ngày 2 đến 3 lần. Thì các bé thì mình có thể dùng cái xịt nước muối này, sau đó nó hút sạch sẽ ra cho con. Còn các bé lớn ý, từ 3 tuổi trở lên thì mình có thể dùng cái dụng cụ hút mũi hoặc là rửa mũi cho con cũng được. Thì rửa mũi thì ngày chỉ cần 1 đến 2 lần là đã sạch sẽ rồi. Còn nếu mà hút thì có thể mình có thể tăng lên. Đó. Và cái thứ ba là mình cái công việc hàng ngày của mình. Thứ nhất là buổi tối ấy, mình cần làm là tắm cho con bằng nước gừng này, ngâm chân cho con bằng nước gừng này. Đấy, sau đó là mình sẽ lau sạch, lau khô cái chân đi. Và tiếp theo là mình sẽ bôi dầu tràm vào chân này, bôi vào các vị trí này, lòng bàn chân này, ngực này, bụng này,
lưng này, hai bên dải tai này, hai bên cánh mũi này, sau đó là mình sẽ massage cho nóng lên. Đấy, tại vì trường hợp khi các con hay bị ngạt mũi thì mình sẽ làm nóng hai cái bên này lên. Nóng hai cái bên này lên thì nó sẽ làm cho nó giãn nở và con thở tốt hơn. Và mình sẽ kê cao đầu cho con lên khi ngủ. Đó, hoặc là nằm nghiêng thì cũng sẽ dễ thở hơn. Và mình nhớ là dọn vệ sinh này, dọn nhà cửa sạch sẽ để ngăn chặn cái nguồn lây cho con nhé. Và cái tiếp theo đó là dinh dưỡng này. Về dinh dưỡng thì mình sẽ chăm sóc cho con như thế nào? Cái này là rất là quan trọng, tại vì là khi mà con ốm ấy, thì con sẽ ăn ít hơn và con sẽ ăn không đủ cái dinh dưỡng khẩu phần của mình. Chính vì thế mà lúc này chúng mình nên là tăng cường các thực phẩm giàu dinh dưỡng cho con này, giàu vitamin, ví dụ như vitamin C, vitamin A, vitamin D đó. Thì nếu mà con không ăn được ấy thì mình phải bổ sung thêm bên ngoài. Tại vì không ăn được mà dinh dưỡng thì vẫn đòi hỏi như thế, nên mình cần phải bổ sung bên ngoài vào để tăng cường cái lượng dinh dưỡng cho con. Và tiếp theo đó là mình bổ sung thêm kẽm này. Đấy, kẽm sẽ giúp tăng đề kháng cho con rất là tốt. Và các thực phẩm dễ tiêu như là súp, cháo hoặc là các món con yêu thích. Đấy, đơn giản chỉ là món con thích thì con sẽ ăn được nhiều hơn. Đó, hy vọng là với video này sẽ giúp cho các mẹ tự tin hơn trong cái quá trình nuôi con nhé. Nếu các mẹ thấy hay thì hãy follow kênh mình nhé. Cảm ơn các mẹ.